trở lại là địa tiên chân thần 12 giờ 1 giờ, hẹn với nhóm người biết cha biết mẹ họ Thiên ở ngoài đó. Nhưng mà chuyện nói thiệt quý vị nha, đừng có xuyên tạc nha. Thì mình sống như địa tiên, mình sống làm sao thì chết vậy, đúng không? Mình sống mình biết tu thì mình chết mình về trời, đúng không? Còn sống mình sân si thì mình chết mình làm mấy con hung dữ sân si, đúng không? Thì cái luật của vũ trụ này là vậy mà. Giống như năm ông tướng đùng 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 á, Nguyễn Khoa Nam rồi này nọ, thì mấy ông đâu có biết ăn chay là gì, nhưng mà mấy ông giờ thành thần. Thì khi mình chết là cũng như ma hồ, cho nên chút kia con ngoại á thì cũng đãi tiệc mấy ông, nhưng mà kiệt đãi gà với thịt luộc rồi vậy đó. Chứ mình tu thì dĩ nhiên là ăn chay là tốt, nhưng mà mấy cái này nó làm ở trong Costco mà mình không có sát sanh đâu quý vị. Cho nên kiệt tình thiệt nói thiệt, chứ quý vị cúng chay mấy ông không có ưa, không có thích. Hồi xưa kiệt thử rồi, hồi xưa kiệt ăn chay trường kiệt cúng chay không à. Ồ cái ngày ôi, tôi ăn cái này không có quen. Thiệt mà. Còn chuyện mình tu thì mình ăn chay là chuyện kiệt khuyến khích, nhưng mà nào mình nói thiệt. Chứ còn mà sau này anh Kiệt tu hành mà còn gà với thịt luộc cúng cho mấy ông thần rồi này nọ, quý vị đừng bắt bẻ Kiệt nha. Muốn bắt bẻ thì chờ quý vị bỏ xác phàm đi thì quý vị hỏi mấy ổng, hỏi mấy ngày. Chứ còn Kiệt thì vô tư lắm, Kiệt làm đúng luật thiên nhiên thôi hả. Kiệt làm đúng với quy tắc. Mấy gì biểu sao mình làm vậy con nữa nghe. Trời ơi ngày ơi, lâu lâu mới có dịp. Có một lần ông Sơn Hồ ông nói ông mới nói khoảng nào ta, bữa mấy cái con ấy cúng là tháng nào vậy? Tháng mấy? Tháng 3 hả? Tháng 3 lễ gì vậy? 16 cái gì hả? Chỉ có là hội họp. Ở đó là hội họp tháng khoảng tháng 3. Mấy bữa cái mấy đệ tử ra ngoài đãi cho ông chầu, cho ông mừng. Ông nói gần bao nhiêu trăm năm nay không ai để ý tới ông. Hôm nay được đám đệ tử của Thái tử chiếu cố, ông vui ông mừng. Thật sự mình chết là người Mỹ á, họ không có ai quan tâm tới họ đâu quý vị. Tội nghiệp, trong nghĩa địa vừa đói vừa lạnh. Đói là tưởng thức. Con người mình có cái đầu óc tưởng tượng thì cái thần thức á, khi mà chết nó rất là đói. Không cần biết lúc mà mình sống á, mình phung phí đồ ăn bao nhiêu á, thì khi mình chết mình thèm những cái gì mà mình sống mình ăn dư mình bỏ là bị tội á. Thì ở bờ trên cũng có nói là mình bỏ một giọt nước thì mình sẽ thèm một giọt nước. Mình bỏ một muỗng cơm thì mình sẽ thèm một muỗng cơm. Thì cái đó là thiệt. Kinh nói là có thiệt. Là như vậy đó. Thì người Mỹ họ sống trời, họ đi Las Vegas, họ ăn buffet. Rồi Lake Tahoe, Reno. Hồi xưa Việt cũng đi vòng dạo phố khắp năm châu nước Mỹ. Đi qua Tokyo đồ, Nhật đồ, đủ thứ nước. Nhìn thấy mấy người giàu có người ta ăn, nó đưa đồ ăn ra nè, đồ ngon là tôm hình, hùm, thịt bò, steak, ô đủ hết. Đây mâm giống như là đại lễ tiệc yến của hoàng cung vậy đó. Nhưng mà thật sự đúng ngày, đúng giờ nghe. Ví dụ như nó nói buổi sáng tới 12 giờ là bắt đầu nó dọn đồ ăn ăn trưa ra. Thì bao nhiêu đồ ăn sáng trên bảng đổ hết. Rồi tới chiều tối, ví dụ nữa nói là 8 giờ tối là không còn ăn tối nữa. Là bao nhiêu trên bảng đổ vô thùng rác hết mà đang ăn đồ ăn ngon. Trong khi thế giới, bữa kiệt nói cái clip kia đó. Một phút, một second của mình là có người dãy chết đói, không có đồ ăn. Nước Việt cũng sắp sửa chết nạn đói á.
Thì ông nói như vậy đó, ông nói trời mấy trăm năm không có ai chiếu cố tôi, hôm nay có đám đệ tử của ngài tôi thương nó rồi tôi sẽ độ. Thật sự hôm nay kỳ này qua thấy đứa nào mặt mày cũng vui rồi cười hết, nụ cười là 10 thang thuốc bổ. Cười, cười. Thì ổng là người cai quản của cái tiểu bang Houston này, nguyên cái tiểu bang Texas luôn nha. Tiểu bang Texas diện tích lớn hơn nước Việt Nam gấp 3 lần phải không ta? Khoảng 3 lần mà có mình ổng cai quản à. Như là Phật. Tại vì cái nước này không có được thượng đế chiếu cố nhiều, chỉ cho về mặt đời vật chất thôi. Ok, cứ làm đàn anh đi, nhưng mà về vui á, làm sao bằng Việt Nam nhỏ bé hình chữ S, có mấy ngàn vị Phật thánh tiên đầu thai xuống, không bằng, không bằng. Thì cho nên nguyên tiểu bang có mình ổng cai quản. Còn nước Việt mình á, có Đức Thầy nè nghe, có Phật Hoàng Trần Nhân Tông nè nghe, có Thánh Mẫu Liễu Hạnh nè nghe, có Tứ Thánh mà Bất Tử nữa nè nghe. Ngài Thần Nguyễn Ông Trực, những cái gì nổi tiếng mà mình biết rồi đó, Ngài Lên Việt nữa nè nha, quá trời đông luôn. Nên nước Việt có phước. Nhóm nước Mỹ này hùng mạnh, mà có ông mà nông trọt qua sinh tên làm vua, ổng là bạn với Ngài Trần Đạo. Mỗi lần mấy vị nói chuyện kỳ cái đó mà nên nước Việt có phước. Quý vị đừng có nghĩ là nước Việt hôm nay te tưa hoa lá, cái đó về mặt đời thôi. Mình phải bị cực, mình tới Thái Lai, mình phải lặn xuống tuốt tuốt ở dưới cái đáy hồ á, mình mới trồi lên mạnh, biết không? Giống như lúc mình chết chìm á, quý vị phải chìm xuống, chìm 3 ngày cho tới dưới đáy rồi mới trồi lên. Hoặc là vừa nít vừa chết chìm, phải không con? Nó vừa chết chìm rồi cái nó đâu biết lội, nhưng mà tới đó cái nó cũng trồi lên được một cái, đúng không? Cái kiểu vậy đó. Cho nên cứ an tâm, đừng lo, có Phật trời che chở hết rồi, không có chuyện gì hết. Chỉ có một cái là quý vị muốn Đức Thầy mà xuất hiện á hả, muốn kiệt về á thì quý vị phải tự đứng lên, thì Đức Thầy mới nảy cái nách kè quý vị, kiệt mới kè. Chứ còn không có chịu đứng lên đi thì Đức Thầy đâu có dìu dắt đi được. Phật trời mình cũng như lực Phật, ai mà muốn nghe Phật nói chuyện nói pháp thì phải khấn, phải là phải xin pháp. Cũng giống trong chùa mấy thầy trước khi giảng pháp, mấy Phật tử phải đi thỉnh xin pháp thì mấy thầy mới giảng pháp, đúng không? Chuyện dễ vậy.